Mạnh Tiến xin kính chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay đây mình đang test trên tay chiếc mic C25 anh chị em nhé. Thì chiếc mic C25 này thì hôm nay mình sẽ lấy nhạc của một chiếc điện thoại này. Và cái chiếc điện thoại em đang quay video kia, thì cái chiếc C25 này nó đã tích hợp đầy đủ một chiếc sao card mini thu nhỏ trong một chiếc micro. Thì khi mà mua chọn bộ này sẽ có kèm tai nghe này, dây livestream này và dây đánh nhạc đầy đủ hết. Mua về chỉ việc hát các bác nhé, giá chỉ 500.000 đồng. Thì đây em sẽ test qua những tính năng cơ bản. Xin phép để cái điện thoại lấy nhạc này xuống một chút ạ. Tính năng cơ bản của con C25 này như sau. Đây, âm lượng lớn nhỏ của mic này, 4 nút này, mic tắt lên tắt xuống này. Còn cái nút ở giữa này là sẽ là nút trung tâm điều khiển mọi thứ này. Đấy. Alo 67. Alo 1 2 3 4. Đấy giọng trẻ con đấy. Alo 67 giọng già này, tôi khổ quá các bác ơi. Alo 67 đấy, giọng trẻ con đấy các bác. Alo 67 1 2 autotune. Đấy là giọng autotune. Thế bây giờ mình sẽ test thử một bài hát để các bạn nghe xem chất lượng âm thanh của nó đến đâu hay như thế nào. Alo 67 1 2. Alo. Alo. Anh chị em để chế độ KTV là hát hay nhất nhá. Rồi, đeo kính lên tí cho đẹp trai. Nên này ai comment đúng thì ghét thì em thì comment ghét, mà yêu thì comment yêu, ai mua thì comment mua nhá. Không mua thì đừng nói lời cay đắng. Đấy. Ok, sau đây em xin hát bài Người tình mùa đông. Đấy. À Người tình nhiều lông chết. Đấy. Rồi ok. Mở nhạc lên này. Lấy nhạc ở điện thoại nhá. Đây. Alo 1 2 3. Đây các bác nghe thấy âm nhạc chưa, vào chưa? Yeah. Đường vào tim em ơi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim mưa mây giăng kín, bàn chân anh chân lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng hạt mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai êm em ngoài trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên chào cười mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay hay quá các bác vỗ tay cô em chiều nay. Đường vào tim em hai lớp áo, trời mùa đông anh vẫn cho tay vào. Những đêm mưa vẫn buồn một mình, ơi ơi trái tim mùa đông. Vừa rồi là một bài bolero trữ tình mang tên Người tình mùa đông do Lam ca sĩ Mạnh Tiến thể hiện. Thì những ai cảm thấy hay hay là vui vẻ thì like và chia sẻ giúp em nhé. Không cần mua cũng được, mình like và chia sẻ cho người nhà mình. Biết đâu lúc nào đó thì các bác lại cần đến em thì này, à thằng bé con này hay thằng này nó bán mic, thì anh chị em mình mua ủng hộ Mạnh Tiến các bác nhé. Đấy, ngoài mic này ra thì bên em có thể bán những loại mic karaoke, mic thu âm, sau các live stream, loa kéo, loa karaoke, tổng kho phối phân phối và xỉ lẻ. Đấy, ở Sài Gòn, cơ sở 1258C Bảo Hôm, quận 6, cơ sở 299 Lê Đình Cẩn, quận Bình Tân, nhận order vận chuyển hàng từ về Trung Quốc. Hoặc liên hệ qua số điện thoại 0979592666. Em có để ở trên đó, các bác có thể like và chia sẻ, gõ trên Google, Facebook đều ra các bác nhé. Một lần nữa, Mạnh Tiến xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Xin chào ạ.